Lần đầu tiên cả nhà đi theo cha đi, mà hôm nay là đi bắt cua. Lần đầu tiên mà không biết đây là giống như là đi thám thính chứ. Hôm nay bận đồ đẹp đi đi fishing, đi câu cá. Ủa anh bỏ mồi vô câu cua lên tàu để hay là bây giờ để luôn? Để luôn hả? Đình Nheo ơi, mẹ không muốn con xuống nước nha. Đình Nheo đứng trước trên này. Có gì đó? Cái đó là cái gì? Ở đây ngon ha. Mốt rủ xương ở đây picnic nè, ra đi. Đi barbecue trên đây. Câu cá, câu cua. You like that, huh? Yeah. Wow. Pretty stable. Ở đây con nít, chỗ đây hợp với con nít chơi đó, mà đừng ở đây mà trời nóng bơi được. Mùa hè năm sau chắc phải lên đây rồi đó. Wow, this looks set up pretty nice. Stability is 99%. Yeah, you're nice. Oh, have a good one. Thank you. Nè Du, đại ca của em, nên lấy giùm em đi. Em coi Đình Nheo em bưng đồ. Một chỗ rất là tuyệt vời. Chỗ này mùa hè lên ngon, cho con nó bơi được luôn. Cắm trại quá trời đông, hôm nay người ta phun gió luôn. Đáp đi, con giấu cái trứng á, rồi mất trứng rồi không nhớ là mất á nha không? Ừ. Nay ngày đầu tiên đi nên mẹ con không có đem theo được nhiều đó, giờ chỉ con vậy thôi đó. Biết đâu không có đem theo liều gì hết, đem hơn là đem theo tấm trải thôi. Lần sau ướp thịt lên đây nướng à, nướng ăn rồi thả cái này câu cua tới chiều tối mình vớt lên đi về ngon. Biết sushi đâu ta? Hả? Bao tay hả? Bao tay chứ, cái bên hông xe á. Ok. Dạ. Đáp đi. Gì dạ? Sao ạ? Bị gì á? Gì con? Cái đầu xe cũng gần sát luôn. Uống nước hả? Anh uống nước không? Có nước nè. Ô em quên đem cái chai kia. Ồ mày ra, hôm nay quên tại lé vậy. Hey, Du, nước này được không? Nước suối thôi à? Anh ấy đang thả mồi vào. Ừ.
đừng có đi xa ngoài mẹ quá nha. Ôi trời, sao cái này cứng ngắc vậy? Chơi đi nha, có gì dơ thì lát nữa bà lấy bộ đồ khác mà thay cho. Nãy là định là để thả ông xuống đây rồi mấy mẹ con đi ra cái phố chơi, mà thôi vô đây làm biến đi ra quá. Ở đây luôn, khỏi đi. Cái phố du lịch cũng đẹp nhé luôn. Đây tụi nhỏ cũng thích, để ở đây chơi luôn cho được. Đây người ta cắm trại đồng luôn nha. Nát đầu xe lại mới được. Ok. Oh my god. Đáp này, đáp này. Ồ, cái tàu cái giống tàu anh kìa, anh có đồ đạc. Mà không đi câu cua, không đi câu cá. Hả? Cái gì? Bỏ lại á. Ừ. Nhìn mẹ, nhìn em, nhìn em. Đáp đi. Đây, con làm gì vậy? Là đi ngó em cái coi là đi. Hey, that's Kaya. Đấy, ngó em cái. Ok. Trình nheo, có lụm gì vậy? Lụm rác hả? Có lụm gì vậy? Thôi, bận áo giùm cái ra đi. Có lụm gì vậy? Đứng đây cho mẹ coi. Cái gì vậy? Lụm gì vậy? Ô, đừng có lụm lao cái lông nó dơ lắm coi, lông nó vi trùng không à. Bỏ ra đi. Cái trứng được rồi, bỏ lông ra hết. Lụm cái trứng được rồi. Thì anh cứ câu cá, trong khi chờ đợi anh câu cá đi. Người ta không câu cá thì mình câu cá. Ờ, nộ, yêu. Lấy con lụm sò thôi. Sò thôi. Ờ, xí xeo thôi, ờ, xí xeo thôi. Bỏ hết mấy cái lông lông này, lông kia ra đi con. Ly. Ờ, mấy cái lông của con đó nó vi trùng. Nộ. Con lấy giùm mẹ toàn là seashell hoặc là rock cái đá thôi. Ừ, bỏ cây ra hết giùm mẹ. Kìa, chính ra cho khác cho ra đi đi nè. Ô, oh, còn cái nhỏ nhỏ nữa kìa, ra đi. Nè, yeah, này, này, này. Này, không có lấy cái tay bóc, con lấy cái cây của con quào kìa. Lấy cây kéo kìa, đào đi. Ừ. Wow. Lát nữa em ra em ấy cái xe lại chỗ khỏi tránh khỏi cái vũng nước coi. Lát nữa anh lên vũng nước sao dơ. Rồi.